sang của phụ ông đang miền con trai ông kêu nơi địa quan cơ sát kêu nè trường nông sản đó là nằm vị trí bằng tròn sa la từ tu nhiều đến ngày Phật hiện châu nào nằm thì đọc hai rằng pi hai các đa rằng là chạm bay kia buồn bột rằng tạo tệ tạo sập bột bọn sẵn nằm lì bật màu rằm bay này bạn chúc chung Phật Bà Sạn dân là ở đây rịch 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 thma thì thăm ở tiên ông cha bệ nhà cho tao ông bảo đàn thọt sắp xài cho thăm ở tiên con à nằm cả để dân bàn chùa nâng phổ phụ tử sát sá nà hiện tù miền riêng đất đầy bọc phổ phụ tử ông rầy rầy nà dân châm ra ơn tử đời cất thà cất tạp bồ thị sát thi dân chế ông này hẹp vì kẹt mẹ nẹ bốc cơ miền sát thi nông bà rạc tà nạ trai châm ràng là dân bàn chú rụt chú rẹt là tới nông bà thô để phá bút đoán trông bà ká xâm đáy bà rạp bì ká bất này khi vật ká bất này lô phá bút đáy ká để chế bê bất hay mên bà giáo rải đê thân ạ cả để bột bỏ sạp dân bàn sẽ đạp bà bột đề ca bà thua đại bà ông trông bà ca bì sạch dạ thua đại bà ông trông xâm đại bà mai bà mô sở rộng sẽ cái đầy mà sắp bê thăm mê nê lém áp hị nê vế xa giá tệ nòng bà sốt bà ông chơi bà nhà hà sơ cả tê vỡ rìa chứ chỗ là bà hà sang thị giá xuống bị và thua để bị khóc gặp bay bằng ao chặt từ cam trên để bền để chặt đi say tới nơi tâm hà vậy nè đào sân khai miền bạc ca đôi mà đây nắng cứ bằng trăng bị ca để bị khóc bàn sẽ đạp
vừa nè à lèng tha mần cu mần cu miền nơi a phi nơi về sa chư mùi năng khăm thiệt a yết tận nạ năng vô mà thôi chỉ tu khuôn dân đồng bày tha dân năng nè sai sao ấy nơi a rom chị ti sờ lan chị ti pin chật ấy tới nâng giằng na mà anh nâng chuyện nè tập tu chuyện nè đăng chuyện nè ban nơi arom nút nút tê chẳng nâng anh đợi bỏ ra mặt ta thua arom nâng cứ arom mà nắp bạch chạy à ra mình nắp bạch giáo để bà xong tay để xoạt xe nhá hệ tộc bạch giáo à ra mình nắp bạch giáo à ra mấy bạn hay thả à ra ấy thứ à ra nắng dân khóc như vậy người ta cài một tí bà bị thóm á năng ấy đời ta dân sầm tai từ lời chặt năng ấy đời chia miền là rong lõ ấy chẳng tệ năng ấy rư co à rong mình lõ dân sầm tai từ lời chặt năng ấy sập nghiệp bàn tam năng tệ vận tải tam bảy bị thoáng à rom cứ à vây ná để chặt đằng nặng ấy như rùa rom nặng ấy chặt cột về rồi bị thấy nâng mà nâu về rồi bị thấy nó đằng rùa nặng rùa nó có tới chỉ rùa rom sắt tê rom nó sầm lên sau cột về rồi bị thấy nâng mà nâu về rồi bị thấy nó đằng nặng ấy đằng đời pi thuê rồi bị thầy chặt nâng ấy nâng hai thà sập tề rom quần tề rom lần nâng trời đằng đời chặt nòng khen là thuê nè à khen là thuê rồi bị thầy chặt nâng ấy bạn vẫn tò máu mình đầu thuê rồi bị thầy chặt ai dân đạp tam lên từ rìa rạp hồ hai miền ô cà phê về lìa lo đèn ở đây sẽ đẹp ra ô krui cha nà cam ca vòn sẽ từ trầm trai chui đầm bay ban ta sầm cùng nơi ban nơi nòng phổ phật sát na từ sa ma thi pan nhà đẹp nàng ngài bàn sa tham thi pan nhã để chia bà để bắt để thua chồi từ ruột bà để về từ thua nấng từ sấy bà để giặt để thua sập xa cơ nàng tu bút ở ông trường bàn bằng hạt bằng riêng màu tầm đài máu chia bà bà để giặt để thua dừng sập xa nồng bộ Phật và chân nạ từng ao nắng ao mà mù nơi non sập bể thầm mía nề lèng áp phì nề về sai giả tệ nằng nằng ấy bộ Phật ăn thầm đai nhập bộ và ăn nằng ấy thẹ tệ về nằm bên thẹ thì còn nào sập tăng hào tệ bỏ vật tệ về nằm bên thẹ và ăn kia thầm lời bù tệ và ba nòng tham tạo và tăng nâng cha tâm maha đề chỉ ca đằng nâng ấy bị khó nóng sát na ni thì thệ tề về là mình tệ thì còn nào sợ tăng hào tệ bàn sẽ đập màu thà sập bề thầm mía nề lén là phi nề với sai giả tệ thua chẳng lại chẳng buông cứ khăn thiệt à dễ chẳng nạn nó thua chẳng lại nó sập bề thầm mía đó nâng ấy chẳng lại chẳng buông nó cứ khăn nâng thì à dạ thì nã nâng chỉ vật đã bao giờ nè riêng riêng và ăn riêng riêng luôn nâng để mình cua và cầm à chỉ luôn chứ
ឬជារបស់យើងទេហ្នឹងហើយបើក្នុងលោកហ្នឹងដូចថាដោយច្រើនវាគិតពីរឿងដើម្បីថាឲ្យខ្លួនយើងបានអីបានអីបានអីហ្នឹងហើយមកអំពីមានសេចក្តីប្រកាន់ថាជាខ្លួនយើងចឹងទៅហើយអត់បានស្ដាប់ប្រធัวឲ្យដឹងថាអត្តាតួខ្លួនយើងហ្នឹងអត់មានទេវាមានតែទិដ្ឋិទេហ្នឹងហើយតួអត្តាយើងដើម្បីនឹងខ្វាយខ្វល់រវល់បានស្អីពីក្នុងលោកនឹងមកហ្នឹងណាខ្លួនយើងអ្នកបានហ្នឹងវាអត់មានទេវាដូចជាយើងដឹងសមោលអញ្ចឹងយើងដឹងតែឈួរហាលថ្ងៃទៅវាមានសមោលហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងស្គាល់សមោលហ្នឹងវាមិនមែនជាអត្តាតួខ្លួនយើងទេយើងមានដែលគិតខ្វាយខ្វល់រវល់ចិញ្ចឹមសមោលទេហ្នឹងហើយយើងដឹងតែឈួរហាលថ្ងៃមានសមោលហើយប៉ុន្តែយើងមានគិតថារស់បាយរស់មាសប្រាក់លុយកាក់សលៀកបំពាក់អីមកស្លៀកពាក់ឲ្យសមោលណាមកគ្រប់គ្រងហួងខែងមន់ទាហើយក៏មកដើរជន់សមោលអានឹងជន់អញយើងមិនដែរហួងខែងអញ្ចឹងឯណាយើងមកអង្គុយក្នុងរោងនេះណាហ្នឹងហើយមើលមើលយើងមិនដែរខ្វល់ថាសមោលយើងទៅណាហើយអីណាហ្នឹងហើយហ្នឹងណាយ៉ាងណាមិញណាដែលព្រះសោតាបានរាសកតិគេមីអីហ្នឹងដែលលោកបានសម្រេចហើយហ្នឹងឯងគេលោកអត់ខ្វល់នឹងខ្លួនលោកថាត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែប្រកែប្រកម្មហ៊ួងហែងណាប្តីថាណាសរសើរអីហ្នឹងឯងគឺលោកអត់ខ្វល់ប្រមោមពីវាអត់មានវាដូចយើងអត់ប្រកម្មសមោលថាយើងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងតែអត់ហ្នឹងវាដូចតែទន់ស្អាយអត់ស្នែងមែនទេទន់ស្អាយអត់ស្នែងវាអត់អញ្ចឹងណាសេះអត់ស្នែងហ្នឹងឯងហើយក្រែងតែពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនបានចាប់ផ្លឹកអីឧត្តមពោអត់ផ្កាទេហ្នឹងក្នុងកម្ពីតែអូរៈកៈសោតក្នុងខាងដើមបីកលេខ54ហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងមើលហោហែប្រមាណគាថាទៅគាថាមួយមួយរឿងគាថាមួយមួយរឿងចឹងទៅដល់ទៅខាងក្រោយហ្នឹងច្រើនគាថាហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងណាព្រាមហ្នឹងក៏មានកូនក្មុំហើយក៏ចង់រួផ្កាអីប្រដាប់ឲ្យកូនស្រីគាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបើគេចូលចិត្តក្រងផ្កាយកមកពាក់អញ្ចឹងណាមកពេលទៅស្អាតទៅហ្នឹងហើយតាំងតែអាផ្កាផ្សេងគេមានហើយគាត់ចង់រស់ផ្កាអីដែលអ្នកដតីមិនធ្លាប់ដោតក្រងយកមកប្រដាប់កាយហ្នឹងហ្នឹងហើយរួចទៅគាត់ដើរទៅជួបគេគាត់សួរហ្នឹងហើយណែដល់សួររោអផ្កាអីដែលគេមិនប្រដាប់តុបតែងកាយអីអីរោចង់ឲ្យបានផ្កាផ្លែចម្លែកអីចឹងទោះជាក្រអីក៏គាត់ជាខំរោទៅហើយអ្នកប្រាប់ហ្នឹងប្រាប់ដូចថាចំអចំអន់ព្រោះដឹងថាដូចថាគាត់ហ្នឹងមនុស្សដំណាញ់អីអីចឹងទៅគេមិនសូវរាប់អានចូលចិត្តយកប្រកាសពជាអីជាមួយក៏គេប្រាប់ថាឲ្យទៅរកផ្កាទំពួរទៅហ្នឹងហើយផ្កាលវាហ្នឹងឯងទំពួរហ្នឹងហើយក៏អាចដឹងក៏ខំដើររកហ្នឹងឯងឃើញដើមលវាដែលវាមិនឃើញផ្កាសោះហ្នឹងវាបាត់ផ្កាទៅណាដើរជួបភិក្ខុលោកគង់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងបានលោកប្រាប់តាទៅវាអត់មានផ្កាទេហ្នឹងហើយចេញមកផ្លែបដាយចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបានត្រៀមហ្នឹងក៏គាត់ហួសចិត្តទាត់អីចឹងក៏ដើរផុតទៅហើយព្រះតែមានពភាព្រះអង្គបញ្ចេញពលិរស្មីទៅដល់ភិក្ខុហ្នឹងណា
អតតួងនឹងព្រាមអីនឹងទៀតទេពីខោទេដែលបានទទួលបកម្មឋានពីព្រះពុទ្ធអង្គមកហើយសម្រាប់ព្រះរហិតត្រង់ដែលព្រះពុទ្ធអង្គព្រាបអំពីអត្តភាពនឹងឯងវាអត់មានអត្តាតួខ្លួនយើងដែលនឹងត្រូវឲ្យខ្វល់រវល់បកាយប្រកាន់គ្រប់គ្រងហួងហែងណាហ្នឹងឯងវាដូចជាអតុមពូអត់មានផ្កាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងបានលំសារនៃពធពគាថាសំដែងទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដែលបានយើងមកកំណត់រូបធម៌នៃមធម៌ទៅវាលះទិដ្ឋិនឹងព្រោះអត្តាវាអត់មានមែនប៉ុន្តែវាមានទិដ្ឋិទេប្រកម្មខ្លួនយើងហ្នឹងវាប្រកម្មមកមកវាមានអនុស័យទៀតណាថាទិដ្ឋានុស័យទៀតហ្នឹងឯងដល់ទៅវាកើតឡើងក្នុងជីវ័នវាផុសផុលឡើងប្រព្រឹត្តកាយកម្មវិច័យកម្មអីអីចឹងទៅដោយអំណាចកិលេសដែលនៅមិនទាន់បានលះហ្នឹងថាអនុស័យហ្នឹងហើយមកព្រះអត្តកថាអាសយានុសយញ្ញាណបដិសម្ពិតិមៈដែលបានបញ្យលអំពីអនុស័យហ្នឹងឯងមានសម្ពយុត្តជាមួយចិត្តដឹងអារម្មណ៍មានអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នអាហ្នឹងគឺអនុស័យចឹងក្នុងព្រះសម្ពិតិមៈអាសយានុសយញ្ញាណញាណរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គចឹងព្រះអង្គជ្រាបអធិអាស្រ័យនិងអនុស័យរបស់សត្វហ្នឹងចឹងគឺបានទីក្តីថាកិលេសដែលនៅមិនទាន់បានលះនៅក្នុងព្រះអត្តកថាហ្នឹងក៏បញ្យលនឹងឯងដែលនៅមិនទាន់បានលះដោយអរិយមគ្គហ្នឹងចឹងទៅឈ្មោះថាអនុស័យហ្នឹងឯងដល់មានពេលវេលាទៅកើតឡើងទៅផុសផុលឡើងហ្នឹងឯងចឹងដល់ទៅក្នុងជីវ័នហ្នឹងវាមានមហាកុសលណតេនណសិលមានរូបាវចរៈកុសលអរូបាវចរៈកុសលក្នុងជីវ័នហ្នឹងអត់មានអកុសលទេអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងវាបាត់ទៅណាទៅណាអាហ្នឹងហើយឈ្មោះថាអនុស័យវាអត់បានខ្ចាត់បាត់អីទៅណាទេព្រោះអរិយមគ្គមិនទាន់កើតហ្នឹងហើយអត់អាចបាត់ទៅណាទេក្នុងម្អងម្នាក់ហ្នឹងក្រំនេថាក្នុងជីវ័នហ្នឹងវាកើតជាកុសលសិនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអត់មានអកុសលទេណាអត់មានអកុសលមកសម្ពយុត្តជាមួយកុសលទេហ្នឹងហើយអនុស័យក៏អត់មានកើតមកសម្ពយុត្តអីជាមួយនឹងកុសលទេព្រោះអនុស័យជាអកុសលសុទ្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអកុសលនឹងមកសម្ពយុត្តជាមួយនឹងកុសលមហាកុសលរូបាវចរៈកុសលអីគឺអត់ទេហ្នឹងឯងប្រកបជាមួយអកុសលចិត្តហ្នឹងឯងនឹងក្នុងអត្ថកថាប្រាប់ទីអនុស័យហ្នឹងជាអកុសលសុទ្ធហើយប្រកបជាមួយនឹងអកុសលចិត្តហ្នឹងឯងសម្ពយុត្តប្រកបសម្ពយុត្តជាមួយនឹងអកុសលចិត្តហ្នឹងឯងមានការកើតហ្នឹងឯងចឹងគឺសរុបសេចក្តីមកយើងយកនៃពាក្យអនុស័យហ្នឹងគឺកិលេសជាប្រកដីនៃជីវិតសត្វលោកយើងហ្នឹងដែលមិនទាន់បានលះដោយអរិយមគ្គហ្នឹងហៅថាអនុស័យហើយហ្នឹងឯងក្រានថាដល់ពេលវាកើតមកក្នុងជីវ័នទៅយើងក៏ហៅថាជាបរិយុទ្ធានៃកិលេសទៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគឺអនុស័យនឹងឯងត្រង់ដែលនៅមិនទាន់បានលះនឹងឯងវាកើតឡើងវាផុសផុលឡើងវាដូចជាត្រីនៅនឹងបាតបឹងអញ្ចឹងដល់ពេលវាស្ទុះមកចាប់ទីណីវាមានត្រីអីណាផ្សេងអាត្រីសងំនៅបាតបឹងអាសងំនៅបាតបឹងហ្នឹងអាហ្នឹងដែល
អនុស័យនោះប្រៀបចឹងប្រៀបដូចត្រីនៅសំងំចឹងវាអត់ស្លាប់បាត់ទៅណាទេហ្នឹងឯងដល់តែពេលវាស្ទុះចាប់ចិន័យមកវាក៏កលល្អទៅដូចនិវរណៈធัวអីហ្នឹងគឺត្រីនៅបាតបឹងហ្នឹងមានត្រីមកពីណាទៀតហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងហៅថាវាកើតឡើងណាវាមានការកើតឡើងទៅវាក៏ក្រោតក៏ក្រៀតណានៅក្នុងជីវន្តចិត្តវាក៏កលល្អដោយលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានះអីចឹងទៅក្នុងជីវន្តហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងគឺអនុស័យហ្នឹងវាមានការកើតឡើងហ្នឹងឯងក្នុងជីវន្តហ្នឹងឯងហ្នឹងវាផុសផលឡើងយ៉ាងឯងព្រោះនៅមិនទាន់បានលះអាហ្នឹងគឺយើងបានជ្រាបពីពាក្យថាអនុស័យហ្នឹងណាទោះជាវាកើតក្នុងជីវន្តក៏ដោយមិនបានកើតក្នុងជីវន្តជាអកុសលហ្នឹងក៏ដោយក្នុងជីវន្តហ្នឹងមហាកុសលរូបាវចរៈកុសលអរូបាវចរៈកុសលក៏ដោយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឈ្មោះថាកិលេសដែលនៅមិនទាន់បានលះហ្នឹងហើយអនុស័យហ្នឹងអញ្ចឹងគឺណាពុទ្ធបរិស័ទយើងបានសិក្សាទៅក្តីនៅក្នុងតធัวបានហ្នឹងហើយបានជ្រាបព្រះសាសនាក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងណាមិនបានស្ដាប់មិនបានសិក្សាមិនបានអប់រំវាមានតែរឿងខ្វល់និងតរោអីឲ្យខ្លួនយើងនឹងអាត្រង់ដែលខ្លួនយើងសម្រាប់ឲ្យខ្វល់សម្រាប់ឲ្យរវល់នឹងវាអត់មានវាអត់មានខ្លួនយើងនឹងដូចចមោលអញ្ចឹងដែលប្រៀបទៅណានឹងឯងមិនឲ្យយើងខ្វល់មិនឲ្យយើងរវល់នឹងឯងរូបធัวនាមធัวនឹងដូចចមោលនឹងឯងណារូបយើងក៏អាស្រ័យវិញ្ញាណបាននៅរស់នឹងឯងហើយវិញ្ញាណនឹងក៏អាស្រ័យវត្ថុរូបនឹងឯងហើយរូបធัวនាមធัวដែលអាស្រ័យគ្នាកើតឡើងអញ្ចឹងដូចចមោលអញ្ចឹងយ៉ាងនឹងឯងវាអត់មានទូអត្តាមនុស្សទេវតាអីទេវាមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងបើអត់មនុស្សសត្វបកុលមិនកើតថាវាមានបច្ច័យឲ្យកើតអីអ្វីដែលកើតឡើងនឹងឯងតែវាអត់មានជាមនុស្សទេវតាជាសត្វបកុលអីទេប៉ុន្តែវាមានទិដ្ឋានុស័យហ្នឹងដែលនៅមិនទាន់បានលះដោយសោតាបត្តមៈហ្នឹងអីតថេហ្នឹងវាជានាមធัวវាកើតឡើងវាចាប់យករូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងឯងដោយជាក្តីប្រកាន់ហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់តថេហើយតថេហ្នឹងវាមានលក្ខណៈឲ្យមានជាក្តីដឹងខ្លួនថាជាអញ្ញអញ្ចឹងរួចទៅវាជាបច្ច័យឲ្យប្រកាន់ឲ្យហួងហែងឲ្យប្រព្រឹត្តបញ្ញវរិយអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានរស់គេស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅទៅលួចទៅដដើមអីយករបស់គេមកនឹងឯងគេវិនិច្ឆ័យវិន័យអីបាត់បង់ទៅឲ្យខ្លួនឯងនឹងឯងបានស៊ីបានចប់មានបានអីទៅលួចទៅប្លន់គេនឹងអានឹងមកពីទិដ្ឋិហ្នឹងអាតួទិដ្ឋិហ្នឹងវាជាបច្ច័យនៃបញ្ញវេរីនឹងឯងឲ្យប្រព្រឹត្តនៅបាណារិបាតជាដើមនឹងដោយអំណាចតួទិដ្ឋិហ្នឹងទិដ្ឋិកិលេសហ្នឹងណាហ្នឹងឯងវាប្រកាន់រូបធัวនាមធัวណាដែលមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងហ្នឹងទិដ្ឋិក៏វាកើតឡើងពីបច្ច័យដែរវាមានផាសៈជាបច្ច័យជាដើមយ៉ាងទៅហ្នឹងឯងបច្ច័យផ្សេងៗទៀតព្រោះផលមួយវាមានបច្ច័យច្រើនមិនផលមួយបច្ច័យមួយទេទិដ្ឋិមានផាសៈនឹងជាបច្ច័យបន្ទាត់ឋានក៏មានអវិជ្ជាណាជាហេតុបច្ច័យឬក៏ជាឧបនិស្សយបច្ច័យមានអារម្មណ៍របស់ទិដ្ឋិនឹងដែលប្រកាន់ទៅលើរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងក៏ជាអារម្មណ៍មណបច្ច័យទិដ្ឋិនឹងមុននឹងកើតវាអត់មានទេប៉ុន្តែរារាបណាមិនទាន់មានសោតាបត្តមៈគឺនៅមិនទាន់បានលះបានដូចថាពេលណាក៏វាកើតឡើងបានដែរឲ្យតែមានបច្ច័យនឹងឯងសំគួរដល់តិថិហ្នឹងហ្នឹងឯងវាធ្វើឲ្យមានសេចក្តីដឹងខ្លួន
รูปวัวนังทาเมียนอันนังจังเตะนังไงมันตาเอาเวียนเมียนคำนามวยเจ็ดครูนยืนนะเลยท่ามารู้ได้ปัตตะเวทเทศขังกระไรนังไงนังกายนังได้ตั้งได้ปัตตะเวทเทศติ้งตัวนังเด้ได้ขังกระไรนังก็ปั่นผ่านได้กงได้เลยเด้น่ะหรือก็ตรึลิกตึดอยตึกดอยไอจังนะนั่นไงเจ้ากายนี่ได้ตั้งนึดอยใดติ๋นตุ๋ยนั้นมันวิเนมันสาบซูนจะไหมเวอาจมีជាសត្វជាបុគ្គលអីទេដីដែលយើងមិនបានប្រកាន់ថែនដីជាមនុស្សជាសត្វអីចឹងណាយើងអ្នកកម្មសិលលើកលែងតែពីខោសាមណេរឬបាសបាកាយំយកជាប់ទៅជីកដីដាំអីដាំផ្កាឬដាំម្ទេសដាំជីស្លឹកគ្រៃអីយើងមានគិតថាទៅសម្លាប់សត្វអីណាទៅជីកដីហ្នឹងហើយឯអត់មានពុទ្ធគមសិក្ខាបទអីដូចជាព្រះភិក្ខុទេនឹងហ្នឹងខ្ញុំណែក្រណែលើកថាយើងមិនបានប្រកាន់ដីថាជាសត្វទេតែបើសម្មោចមួយអូមបានទេនឹងឯងកំប៉ះពាល់ហ្នឹងអ្នកតូចផងទៅងប់នឹងឯងសម្មោចវាមានជីវិតនឹងឯងអាហ្នឹងយើងដឹងសត្វមានជីវិតយើងអត់ប៉ះពាល់វាទៅទៅជីកទៅវាយទៅញិចអីទេតែដីមានជាសត្វអីអាហ្នឹងក៏លើកឲ្យច្បាស់ទៅយើងជ្រាបទៅយើងទៅកាប់ស្មៅកាប់ដើមឈើអីយើងមានគិតទៅសម្លាប់សត្វអីណាយើងអត់ប្រកាន់ថាសត្វទេហើយវាអត់មានជីវិតិនត្រីមែនហ្នឹងហើយអត់មានជីវិតិនត្រីអីជាអារម្មណ៍នៃបាណារិបាតអីទេហ្នឹងហើយទោះជាយើងគិតថាអូសម្លាប់អាហ្នឹងចិត្តជាបាបកើតមែនតែវាអត់បាណារិបាតទេអានឹងបើយើងគិតថាអានឹងសត្វមានជីវិតដែរប៉ុន្តែអញសម្លាប់វាអញ្ចឹងទៅហើយទៅច្រូតស្មៅអីទៅកាប់ស្មៅកាប់ឈើអីអញ្ចឹងទៅអានឹងចាត់ជាអកុសលគឺអកុសលហើយព្រោះគ្រាន់តែថាវាអត់គ្រប់អង្គជាបាណារិបាទេពីព្រោះវាមិនមែនបាណោហ្នឹងហើយទោះជាយើងមានបាណសញ្ញតាសម្គាល់ថាសត្វមានជីវិតក៏ដោយតែវាអត់មានបាណោវាអត់គ្រប់អង្គណៃក៏វាអត់មានសត្វស្លាប់អីដោយក្តីជាយាមអីហ្នឹងឯណាតេនមរណៈហ្នឹងវាអត់មានហ្នឹងហើយវាអត់គ្រប់អង្គតាណារិបាតវាជាអកុសលចិត្តមែនយើងកើតឡើងដើម្បីសម្លាប់សត្វណាហ្នឹងហើយតែជាអកុសលជាវ័នហ្នឹងហ្នឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាវាអត់មានសត្វណាផែនដីដើមឈើព្រៃភ្នំអីហ្នឹងយ៉ាងណាមិញកាយហ្នឹងដែលតាំងនៅដោយបតវៃធាតហ្នឹងឯងបោះរឹងរឹងកេសាលោមានខាតំតាអីអីហ្នឹងហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងមកលោកគ្រូអ្នកកមនីវ័នឡំវធីសុំសួរបញ្ជាក់អំពីអកមហេសីរបស់ព្រះអង្គដែលកើតជាសត្វកពងណាពងដែលលោកនំដែងនៅវត្តពើមាសថ្មាភ្លេចគម្ពីរដែលលោកនំដែងហ្នឹងហើយសត្វកពងក្នុងបជាដកបញ្ចាស់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងស្ដេចអាសកៈហ្នឹងហើយបង្ឌិតអីឯណាមកនិតមកមើលលេខដកមើលតពួរគេនោះប៉ុន្តែតើមានអត្ថអត្ថាកូនចាស់រឿងហ្នឹងព្រោះក្នុងបជាដកមានតែបកាថាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអត្ថអត្ថាខ្មែរយើងមានហើយតែនិតឯងរកមើលរឿងបបាទអសកៈហ្នឹងទៅជាមួយនឹងតនាងណាបណ្ណាងអក្យមហេសីណាបណ្ណាងអីណាណាអូបរីហ្នឹងហើយនាងអូបរីដែលបាត់បង់ជីវិតទៅក៏កើតទៅជាសត្វកពងយើងហៅកពងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងវចនានុក្រមពូអសអោហ្នឹងហើយពូពងមកពងកពងហ្នឹងហើយយើងហៅកពងអាចគោណាកើតទៅហ្នឹងហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគេមាន
đây và buồn cái năng miền buồn chmu nó chỉ ở đây chẳng tới gọi sờ lăng ở đây năng chẳng tới đặng năng ảnh hay bà đây chia nơi ôi năng ảnh cho bà tây sờ lăng ru cài bình niệm ốc bà ri năng mình hiện ơi kể cho tôi chào lại thế về sự đại ru cài nâng á nâng ảnh đại ru riêng bộ xâm bộ nâng nâng ảnh chỉ riêng ca mở côn đọ sát nâng nâng ảnh đôi nè bằng chạc sẽ khả cả thúc của bọt chân đại bộ riêng bộ sở lãnh bởi niên sổ rỉ dạ và chả xa nâng á thà riêng ra nâng để chọc chất sở lãnh bỏ sổ rỉ dạ và chả xa nâng đô chiếc trầy lệp nuôi nâng phái sinh tù vìm ai từng đòi ruồi bàn nâng bộ kia thà riêng rộp sở lãnh sổ rỉ dạ và chả xa nâng đôi chơi trầy chọc nuôi nâng phái sinh tù nâng ảnh hay khăn ông bà thúa bà bút bà ông xâm tay nhá để riêng thọ ca mà côn nâng từ đôi chia phai xin tui nâng chân bạch nuôi mến bà ta lệp tới về trời chọp xin tui chở rồi bọc mạch chơi riêng xin tui bọt ở xong xa nâng bạch á sạc cả nâng chọp bà tây cho mùi nâng râu cài nâng ai kru thnam vừa chơi rơi kru ở cái ấy nâng nông bình nó cô nâng màu bầm ra ở bề chia ba đồng bòn đi bên chết nâng ảnh chẳng ai kru thnam nâng xòm vừa chia tức thnam đồng bay chui trắm ru cai bình niên ô bì nâng cùng ơi về hâm cùng ơi soi ơi gần đây chăm sạch chẳng á miền thôn nằm ghép xòm trầm đặt nông an á trầm ru cài nâng chẳng á nâng nơi mơ ru bền nâng tới bên nực ảo loa lai á nâng tùm có mình lụa soi có mình ban đằng nâng sập hiệp này chết để về miền cảm mà rìa kia nó say màu nắng về chân chân vấn đề bề và ông bồ đề sát ông chui bàn ông bồ chia tập bò ông nhiều màu cuồng nơi bề dột xiên miền áp hình nhi á được con à hay bàn chua nè nhiều xuân đột xiên nâng hay thà đột xiên là ba tạ sư sắp tục bà rìa chia tới có tu bà rìa thập bò bà rìa phà rong bồ đi sát nâng ai nâng ai bà rìa phà rong bồ đi sát bà ông chia tới bà rìa phà ông sư sắp tục nâng bè bàn chia hẹt là nâng á dặn tới có nê ốt xuyên là bà nâng có tu bà rìa phà rong bồ đi sát vì rừng sẽ đầy tục sao của bà phà rìa chia nâng ai về mùi nâng bà rìa hạ kẹp hai xây chẳng hay bà rìa bà rồng bồ rì sắp và miền bà rìa phía cha tới thả ơi nâng anh ta tu bà rìa chia tới dân đăng bà rìa kẹp hai xây nâng tất cả ở nơi na nâng ai à nó mới chấm nói thấm ấy, nè ngay bạch tráp riêng ấy xem kia thế, nè ngay tráp thế mà riêng cá tây na nó cứ đăng là mau ấy, dân chẳng đăng á, nè ngay, ấy tráp tập bia tập bò ấy chấm tiết tập bia chưa chưa được, còn miền bia tập bò sầm tráp ấy tập bia chưa chưa, miền rệt miền ấy chẳng tới ấy. Bà rìa phà rong bồ rì sát nâng kia bà cua đề cua chư mê tê nâ gần là ta bà rìa chia mình thọp xa qua lấy mệt má nâng ảnh đại ốc bạm xáy ở miền màu nâng ảnh
สกะนั่งกับบ้านมาเชื่อเปรติเขาบุกนองประศาสนาปุตตะอังตรงนายนอมแต่โดยท่าสมัยเรื่องราวเชื่อมวยนั่งปัญญงอปรีนั่งนะนั่งไงทลับเงียนพบว่าตำเนตตำนองสลังชนายหานั่งบุกมาเชื่อติเขาให้เป็นเลยจะชอบจมเปียจัดเชื่อมวยนั่งพบเจียดกับนายในการต่อมานั่งอย่างไรนั่งคือเมียนประวัติเปรียบพระองค์โพธิสัตว์พระองค์ทรอบช่วยบานจังนั้นนะนั่นไงนั่งฉันก็มันสดายเย็นเตยสดายเย็นเตยเมียนโอเปรีนั่งการเจกโฟงไอโก้ยังหาปองไอโก้อันเดียกับน้องบริยุทธ์เชียนนั่นเมียนหมวดสัตว์เมียนไอธรรมดาเชียงเต๋อในท่าจำในยาฮาระบาสัตว์นั่นเองใดหมวดสัตว์ไอเชียงเต๋อสัตว์ไอสัตว์ปรีสัตว์ไอเชียงนั้นนั่นเองนั่นครั้งนี้ปรับตัวเต้มันชื่อเต้นั่นเองก็น่ะหายเมาหายเมาเอานี่เย่ยมุ่ยไปเรียกเชื่อที่เราจะดาวิรัตเปรย์บรมโพธิสัตว์นั่งเอานี่เย่ตอนท้ายเมนครั้งนี้คลายปลอมไอ้เจ้านะนางโอเปรีนั่งการเชื่อกับปงไอโกเมนได้ซาชอบจัดนั่งไปเรียกอุทิศนั่งไงจ้ะแต่ชอบเตะกับซานเลยไปเรียกอุทิศมวยนั่งไปเรียกเชียร์เตะชอบจัดสบายรีเรย์เป็นยังไงกาเด็กยังสบายรีเรย์จะมวยไอจะมวยไอนั่งดอยโลเพื่อนั่งอดหล่อใช่ไหมจ้ะเป็นเมนแต่เวสบายตอนแต่ดอยโลเพื่อนั่งจัดใส่มองไอ้แบบจัดใส่มองไปจัดสลับคือตรึตะกาดกะไลนั่งอ่ะท่านนึงใจบ่อกาดใจตะท่านนึงกำนอบกาดปวดคลำตะนั่งกายพิงกินกั่วตะกะดาวตะกะดอลนะยังไงกะดาวนะนั่งไงเตรียมหาโมกะเลี้ยนรับกาดที่กะดาวอย่างได้ตรอบสมบัติสามเซฟเก่าเปรสเรย์บดเชียดตำนาเปรคเนียนนะเปรมามกเลียนกระดาวเปรสเรย์บดปูทลังเดินการเก็บปูนะดอยจอบนั่งตรอบสมบัติใส่สับเก่านั่งไงนั่งขนมไปเชียดดอได้เดินการได้เปรย์ไปรอมโพธิสัตว์ก็เชียดดอกบ่อได้ไอ้เปรย์น้ำการเก็บเสกนั่งไงกระเทวดาตุทุกมาเดินนั่งไงนั่นคือการได้เลิกปีเรื่องแรกการได้สลังชอบจมเปียชัดนั่นนะจังบางยังไตรศักษายังชูปฏิการในชีวิตเรื่องไอ้กระดอยเรื่องไอ้กระดอยไตรศักษาอันปีไว้นั่นเองนะคอยบานไปยาวเป็นเมียนปีจำหน่อยตีมุ้ยคือยังกึศเคยเรื่องละอ้อนั่งไงเคยทาเรื่องนั้นเป็นเมียนโดยทายังจะตัวทาเรื่องเป็นมันละอ้อเพลียมเพลียมนั่งไงนั่งไงปัญญายังจะเช็คกึศเอาเป็นเมียนจำไหนละอ้อปีเรื่องนั้นนั่งไงอันนั้นได้ยังศักษาประทัวนั่งไงเมนธนาละมะมัวไม่ธนาปาริญญาเด็กจำได้ยังบานกุมนัดนั่งไงเป็นเมนวิปัสสนาเมนปรมัตถิอารมณ์ปัญไตอุปนิสัยในเปรย์ได้ยังตะตูลเรื่องปัญญาติมาเจียอารมณ์นั่งเติร์จิฉลาดนั่งไงไอ้เกิดเคยดอลจำน้อยล้อนั่งไงบอกน้องเรื่องไอ้มวยมวยไปเมียนชราอันมุมชราอันชรมชราอันทนายสำหรับยังเมื่อละนั่งไงแต่เขาถ้า
dương màu bị xa trăm khăn à màu đỏ xa sông nâng đây môn bốn chú khí xa đa nâng ảnh văn trái bên đây toàn chạy cầu su bê tông ấy chẳng ấy ruột dươn bạc tơ màu làm thông thông tràn á nâng ảnh vừa cả đập ấy, ấy chẳng tới nâng ảnh chẳng biết nguồn được khai đây năng hồi giống à hồi khai ở cái lọc ở khôn chẳng tới năng này trời phiền trời ấy mau nắng có tạm năng tầm bay tha ở trời nắng về hấp lọ chẳng tới năng này làm bao từ mau thứ biển thứ ấy tròn cặp ấy sân chẳng tới rồi tới về nam đắng ấy năng này cầm tha lấy về nơi đây mau bực nắng rất là lẹ năng ngày miền phiền miền ấy chẳng tới năng ngày lẽ chiều màu ngày môn mà buộc trẻ ra mệt trầy năng ngày ngày môn tiệt nó mà buộc luồng bê năng ngày màu trai đón ấy nè tần ta lại chết chỗ xa ngày hoặc sẽ ngày bờ me ngày sập bực bọt mạt buông hay ngày bạn từ bọt bèn cuồng và từ lệ buồn ngày hàng scone nè từ cái scone mà phê nó tì ấy tiết lời lệ và mũi từ buồn thông là ngày bèn cuồng hay ngày sai ngày sai bực từ hàng sang tẻ lục kêu hình bẩn chi năng ảnh mình tự nhập ấy thế vừa rồi riết bài tập ấy phong cụ hình bẩn chi năng ảnh sai hay nghe bất về ấy nợ phần mẹ hay chỉnh nó bọt chỉ cầm tập rung thế năng nghe ngày sai năng bất là ngày tết là bắt bè rập bàn tơ xong ấy này bắt bè mẹ nắng ấy ngày từng ngày nắng rồi dần liền bằng hơi năng này làm chỉnh thấy bắt mình đi sạc cô tết nắng phơi nịch mùi mùi dần tới hàng kiện xoài á đặt kiện xoài thì bắt đi sạc cô năng ảnh năng ảnh hai giới hai tâm bất năng ngày trăm thì đập ram hai phần pì nắng kẻ đa hai phần pì nắng ngày nghe cảnh trời bạt bòn năng ảnh chẳng làm để rịp rập tâm nào phơi màu chẳng nồng sòng nắng làm bay lơ kiểu tê ho thà còn riêng phơi lệ mềm dân kết thì bị riêng rồi lẽ chẳng tới về miền tây riêng to chết năng ngày về ai thì dân to chết đấy nó năng ngày vừa mau sưu vân vân mau năng ngày mau phơi viền còng viền ấy mau năng có sưu năng ngày ấy phơi lệch bay năng nó sưu năng ảnh lời lịch bay đền toàn miền lời lịch trầm tới bắt bón lời lịch bay nắng sư trên kia năng ảnh của miền trung lời chẳng vậy là miền trung lời ấy song hàng sờ lại á thờ ruột nắng năng ảnh đào tới miền lời lịch trầm tới rớt tới sư tham tiệt năng ảnh tăng pi miền sọc mai mà miền tây dân bản phơi ấy đôi ta áp y bọt mà đôi sập ngày miền phơi bươn lươn miền ấy chẳng hạn đó nâng ảnh nâng miền chẳng thà còn chiêng bát tê kê ấy là này thế rồi chấm ra hơn tập tam chia xa sầm phê rẽ tầm nơ ấy nâng ảnh bàn tay bờ dân
chấm nói là ở đây có chia xì cái đây này và thua đấy nó này sọc mài dần nắng triệt tới nắng tập tê tập tê ấy ấy nắng à xây 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 tiệt nắng về mình đào tập tê cái mến văn tế của Phật tử sát na nắng ấy đại sư văn là phum sọc mài dần nè nắng rồi con trai bàn tự tu cho chấm nói tì xe này ở Phật Tà Sna đó bộ tệ tuồng nó sẽ thế nó bàn nhà thế nó bàn nhà tới bàn khơi ở cha trăng để tha cả màu sọc mái miền bờ rạch tận trai ấy để cả na khơi bờ rạch tận trai nè để luôn anh miền trai sờ nạ cung nè nương anh tự tu cho của Phật tu Phật sang nó màu chi sầm bát là bọc luôn nè nương anh tôi chỉ tha cái nông và thầm và rắt tận nặng nâng mình toàn miền lô cốt tận nặng mẹ phong để bên ấy cả đói bàn tay còn miền prepariyat để sẽ thòm nâng này prepariyat để nâng ở châu nâng cái nông và thầm rắt tận nặng ấy nâng á prepariyat để thua mẹ buôn phong buôn để bên mùi dường vô và thua mà bạn bị bắt nâng này nâng thầm men sờ nâng để cha bị ấy hay miền và bút bút tận miền mà cả và bút chia bao nhiêu và xong kia bỏ dương và rắc tận nạn nâng ấy miền sầm bát ấy mà triệt đời chứ sầm mà bát bồng bay nằm ở tất cả rùa prum à rùa prum à phi nhi tiệt có mình sma nâng và trai sơn nạn cùng phong nâng ấy và trần là tha dân mình bàn đăng ngầm pi tổng lai này và trai sơn nạn cùng để dân mến dân tới kịch rương mình là o xen xen tới mình là o nó chẳng vậy ta kịch tới về tục tu mà nó ha là ngày là vậy vì rương bật cả nồng lô là vậy ta chậm nói tim mũi vậy rồi bên đây chậm nói mũi tiệt là ngày ta chậm nói tim mũi anh tim pi nó mà khóc nè chậm mấy chứ là tim mũi nắng cứ như vậy pi away away để chôn mà đòi chỉ vết bao giờ nâng món à quay nâng món nâng này mình vậy đi ca để dân miền bị pa sơn na chôn đã đo kiểm nói tí pí cứ tu bằng nhà để sạch xá nữ sạch chạ thúa kẹp vô sạch chạ ruột mà cứ quấy rồi miền sạch chạ ruột nâng còn ta nếu mình phần trăm vậy đó kiểm nói tí pí thế nếu không kiểm nói tí mui nâng à nè về miền rương để ở dân to chết nâng ảnh anh nâng về chuyện rương chẳng men nè nâng ảnh dạy tam rương à rầm bản nhát á nâng ảnh chấm nói ti mui nâng à rầm bản nhát là rầm ti pi rương ti pi nâng bò rầm mát tự thua thế còn là nâng ảnh chẳng về đôi ta dạy ti lời châu mau dân vậy thì rồi lẽ đánh tới bây dân kịch đào rương là o với bia rương là o nên nè rồi thà nhầm nà màu tam rồi chuyện ấy chấm rồi ban rồi lẽ cho rồi lẽ lai chấm rồi ban tắt về đôi ban hạt tràn đài anh nói mình dùng nói chó nên nè thì vừa còn đẹp cái chạp ở rầm sao mấy người ta còn mọi khi hạt ra nữa nên ngày vừa dọc một hiệp là cài nó vì chùm nuôi đo ca để dân biết chỉ biết ruột nơi tới dân bàn ruột ruộng bột sạch na sập xa bỏ nịch bát tiền xe phê vật ni mẹn dân ruột nơi ếch bị giao ruộng chăm để bê sạp ruột vào bên ná coi nơi để sạp đây nên ngày còn ta dân để ruột nơi miền phải giao nhá dân có sao bị bạc và đầy sân thị chứ mà nốt dân ai vừa quay quay đây kia phải giao chẳng rạp luôn dân hay nhẹ được tì môn đồng lê cha lô tớ rồi ngày trời kịch pra chỉ vết nâng ai chia phải giao nâng ngày môn đồng lê cha lô tớ nâng ngày chỉ vết mà nốt dân để miền tầm lấy rồi miền bị giáo ấy đòi luôn ấy nâng đẹp đợt tì thế nâng ngày mà nâng vô áp tập hiệp nâng dân
dân chua cái màu tê dân miền bón chua màu ba năm bạc cừu nếp bị say hết na nên ngày miền chua vô mà bầm ra tê chua vô mà pra trời pra rồi ban bị giao bên tên nữa bộ dân trời vừa qua lại lâu đi bên tê mà bịa thả chua cứ ban đây cầm men rồi bỏ dân tê nên ngày bỏ kê tê còn để dân miền trả chua vô máu đồ dân chua là trả tua kê vô mà pra ca dân nên ngày chạ sang luôn anh khôi chút chôl bay quăng pa ấy luôn anh chẳng á nè nè anh ấy đôi giả trả tua chẳng ai dừng chua cái màu đòi bon á nè nè vô mà thư ca nè nè rồi cặp chỉ vết mà thằng ấy mà phê buôn máu bằng quân ở mặt trời tiền nè nè chẳng rồi để prang prang thư ca đòi áp tập hiệp nâng anh để dừng ai pra ca ban dân miền này ai mơ bị đọt tới để sân thi dân là o chứ mà nu nó á ai ruột thì cái đây đây và thua bàn dân vua bị đọt tới ba ơi cô về mơ về ắt đâm say tê nên ngày bị pro về ác và sao bị bạc để sân thi thay mà nu dân mơ tới từ miền khơi từ ru pa rom tê nên ngày cứ dân an ở so bàn nên ngày mà nô thuê rồi bị thầy chết dân đăng xịt cả đây thả xịt cả đây nó giằng mây giằng mây giằng mây á nên ngày mà nô thuê rồi bị thầy nó người ta áp thạ cái ảnh nặng nô thuê rồi bị thầy nó cầm vô xịt cả đây ba sờ xe sờ xa xe p nịnh tê ấy chẳng tới nâng dân vô xịt cả đây ba nên ngày nâng mà nô dân về vì sao chân để dân ai prapra ai ban phải giao dân ban từ tu cả nay năm pi bồ tát đại ca bát trai bảy đọt màu nia nên ngày bậc hạt ai ban chưa phải giao năm cá prapra chỉ vật dân nâng nên ngày chân dân dân pi riêng người ta ca để dân từ tu riêng ai nơi không chỉ vật nâng dân trâu check kết ơi khơi trung mum nay chấm nói lo năng ngày cái đồng riêng ấy năng năng ngày đôi chi riêng phải gửi màu trắng đó rồi việc tới kia năng về miền chấm nói o riêng ai kết ha chúng cá dân ai tham mau lời đặt tay xe ấy chẳng tới rồi này về ai cứ đốt thân nặng rồi có bàn ta rồi này lời đặt tay xe những bệnh men để thả về sru bạc lươn ấy bán tận tay về viên ấy chẳng tới rồi này về cứ đốt thân nặng đợi lươn đợi ấy chẳng tới bình chẳng lời dân đã lẽ mà mến văn tê vì miền rồi bắt tập hiệp bàn mặt đó vọt và sạt khiêu nâng bàn mồm á dân ai chlòng phát bị cửa thân nạ bán vô rìa bê lời buôn đọc cái lô nâng tối với ai cửa thân nạ nè bờ kê mình mà bọc dân rồi dân ai bọc kê ấy chẳng tờ bàn văn tê dân bàn mặt đó thì vọt nâng ảnh hay trăm trời tam mong tê tham gia nâng ngày chẳng tới và nắng vừa sợ bãi chặt hai vì miền rương là o dân rương là o đây dân là ăn miền thuật nại ấy còn là lẽ dân ban trắm và là vừa chỉ ca hát ra mùi đẻ nâng ngày trắng tục ấy chẳng tới đây có tục cho cái có tục ấy chẳng tới nâng ngày là chui hát mình ao lan qua phố ấy chẳng tới nâng ngày dân kết riêng là o ban tờ tiền riêng là o miên tra ăn tiền đó nâng ngày đời ta dân chư nâng ngày nhầm na ở xa đã xa xa cái hơi ở lẹp xì nâng ngày nâng miền tây nhà dùng ngữ văn thái có về miền chấm nói lo đấy rồi dân kết bàn để ta
นั่งไงเราทราบชื่อจะมอกนั้นตั้งปีสมัยหลวงปู่มาน่ะนั่งไงดังจะมูลหัดไอ้แล้วกันนะท่าจำจำเอาการนั่งหลับแรงเบนนองนันองสระบุรีนั่นเป็นแต่เวทีดอกนึกปรีนั่งไงใช่ใช่นั่งหลังใบโยมัสเงาอัดเมียนใบอัดเมียนกอไอ้จำเตอใบกับปมมาเกียรติหนาวไอ้จังเลยปลายเลยไอ้จังนั่นเรือสเลคเลียนเตอร์นะนั่งไงนั่งเราเตอร์โรไอ้ไอ้โรไอ้ซ้อมนั่งแบบบานเคยนั่นโน้มหลังใบนั่นโน้มจอมมาไว้เอามาติดไอ้มาติดติดกับบาปีติดใดพร้อมบุญหรือกับพรำเมย์ก็จะกรนนั่งไงให้การนั่งกรนตายเนี่ยเอาอย่างนี้นี่ไอ้เนื้อกระบายเนื้อจิตไอ้บางโดยเนื้อกิโตจะมวยมาไอ้หนักถนอมนัดลานกับบ้องไอ้ไอ้เต้สมัยนั่งจังเถิดนั่งกระดานจอมจำเรื่องราวนั้นให้โหไฮโหดมาก็ดังท่าเมียนอุสาบดาสายนั่งนั่งไงมาบุญดับชนำให้นั่งเรียนเมียนชนำโดยท่าละหมอพเนยมดนั่งละหมอจะหมอละหมอพเนยสั่นเว็บปราบสัญญาไปให้เชื่อดับเดตีหรือมาเพย์เดตีไอ้นั่งแบบมันฉับเล็ดตรโฮสบ่าวนั่งไงฉันทำนั่งเล็ดตุกตอนแค่ไหนแต่ทำแต่ตุ้ยตุ้ยไอ้ไอ้เจ้ากูเป็ดไอ้เล็ดบัดเมียนไอ้ท่าแต่ปากปลาสกปรกไอ้เซ็งแค่นั่งนั่งไงไอ้เล็ดมันนั่งแต่เมียนสกปรกเฉียงดอกฉันนำไอ้นั่งไงฉันแต่ไปคลาสตุกไปอัดตอนได้นั่งไงจังเตอร์นั่งเรียนเรื่องอุตสาห์ชื่อจังยำหนักเลยแต่เขาเป็นปัญหาโยมมาดูบ้างแต่อัดเจ็บโผล่เย
bên tai bên miền bên miền là xoay khó ở đây bên ấy ấy nó nâng ngày xoay khó đó bên miền dân đang bị đa mà nâng ngày ngày rồi chết có mồm bằng cua đó nó xoay khó ở đây nó đây nâng ngày chẳng tới chẳng sẽ là có phát chắc chắc còn thì dùng bay tầm nắp xoay tung nâng ngày nó dùng chọt nó chẳng chẳng đang chơi vô khai nâng đôi ta chồng rồi đời tịch đại hay nó nâng ngày chế nâng này miền xoay nâng nâng ngày hay bị đám về tiền toát và con phải chia nâng ngày rồi đời cả xoay phải xoay phải tung ở xoay ấy nâng đã mở lấy nâng mấy xoay nâng cho đất miền hồ hài hồn nâng ngày nâng cứ gần để lợi kỳ riêng bọn đồng vật đến nâng ấy và lọt chạp đàm tập bông rùi kỳ đồ bột mà nâng mà chôn cả bàn mà xin làm đạn lần cả lạc với hìa nâng ấy tập mà xin làm nâng ấy hay có bàn chụp chạch chạch chẳng tới bàn bốc mệt phẹt mùi chà chà ấy nâng màu sổ thua mà ấy chẳng tới bàn đăng rạch nạ trái bàn miền xe miền ấy nâng cứ kệ tốn nâng rướng dân khư nâng ấy cái nó bị miền chụp nọc lọ dân ấy nhầm nạ rành để là cái tê ho rành đồ bột bò sạch dân bọn con con cháy sẽ đạp tới rành thà dân thật tu vậy mùi nông chỉ vết chế rương rãi cho màu nấm dân chế kết rương lõ cái đập rạp chân tới ở miền là tê hó rành lô về mình đăng nâng ngày đào sân khai cái nâng ấy là dân tê hò chẳng tới rương ấy ấy tiên nâng ngày rồi đôi khi chân cùng ao dân kết vô tê rương là cái đó nâng ngày nâng ran đề chấm nói ti mùi phần thế mà chấm nói ti pí về châu này nông cà ở bờ rôm chấm ran đi pa sơn á nâng ngày chấm về tiệt tuôn từ nâng bàn nhá sọc khao bàn nhá và đệ liệp hồ nâng ơi để nông chỉ quan để chết dân miền của sao là thua tiền sa samatha rồi hốt đạo vipassana và tiền sa samatha nó có ôp thăm tí vipassana màu nâng anh ơi chậm ra là ấy tiền sa samatha có chưa cùng lăng đạo vipassana ấy tại cao na dân ọp rung chặt ở chưa có sao hết vì ọp miền rương à cọ mà rồi chỉ vật dân thế nâng anh ơi tại chặt đó cứ về ọp miền rương à cọ thế nâng ấy pro về chia à rom này cậu sao nâng về chia chậm nói tí pí á nâng ấy bây giờ chọn bàn rương lõ ọp rôm chặt ở chia cậu sao bên đây về phía chậm nói tí mùi nấy về ai dân miền rương to nâng về chia cậu sao nâng ấy bên tay rương nâng ấy vô tu rương nâng ấy mong nấy về ai chia rương lõ bên tay bên đó là dân của cài kịch nâng ấy và rương đôi nẹt đôi tay kề phơm phơm mình cua cọp ấy ấy đại dương chẳng đó nâng ngày nâng về ai ta dân chập to dân ai cả tô xạ chỉ bọn phiền mà vấn đề nâng dân dân ham bên bán đi về miền ăn được say bảo vệ bảo cao mau chẳng dân toàn miền sạt tệ bị dư chiêng tô xạ nâng ấy tàu xa về bà con đây mâu hạ bên lươn chiên nâng ấy dân áp rôm sạch tệ nâng nàm toàn bàn cực tì cha rà nà ấy xa nâng ấy dân ca tàu xa nâng văn đá bờ ca đó dân đằng đạc khăn nè giống dân miền bì sao nông chỉ vết mau
nâng ảnh vô dân châu mau về trả phong bàn sắp xa và thua phong như thà đồng nào dân đại từ mốc sầm lăng tự đáy vận tài dân chăm rương ạ đất á rương ạ tây tạ nó chia mây riêng thì bọt vì sao dân dân đăng thà cái rau nó về ở bàn vì giàu vậy thế miền tệ rương đất rồi chặt luôn ai nút lá cứ chìm nút chặt thì chia nâng ảnh đấy tại cao na cái đá ở nó ngon nguồn nghe đọc luôn ai nhá là ngày đôi chia lớn đây về chạy bị ốc ná về xây ốc ná nâng cái đồng châu lạ bồ thì chia đó lại người lại nâng lớn đây về xây ốc ná về đọc cầm tích ốc nụ nâng ngày tô xã về chia chia từ sạch đó về xây chặt ná về đọc chặt nâng ngày chẳng chẳng là bề dân thân dân kịch đôi dân khăn nó hiền hiền thưa ấy mình cua cầm bay đặt ở tây á là tam tất cứ dân là nguồn luôn anh tề và có đầy màu hạ là ngài chẳng là bề là dân đăng thà tô xạ cát là bởi dân mình ăn thuần tế Việt Nam ở ăn rải thông đông tới na ở tây hoa dân khăn cái tam phơi ấy chẳng á bởi dân mình ăn thuần tế năng ảnh dân vật trên dân thơ ấy tam để dân ai thà từ ba tới từng kịch ấy kê luôn quay top ấy chẳng tới về ở bàn tay chu bộ quân côn đầu tiên đó năng ảnh về miền tốt chọc vệ quân từ năng ai nhà thua đàn đấy cái nằm dân từ bao phần ly từ quân từ nia kia ấy, ấy chẳng thời năng ảnh dân đăng chấm bùa riêng nâng rồi này mẹ nâng con gặp bạc làn tay tôi tu côn cần ở sơn la nâng ấy mấy về miền riêng toàn tính tôi chơi cờ nạc lại chọt làm nâng á quạt biệt trư tam sẽ bạc đó nâng ấy bộ cật chạm môn chạm ao để cào ao thòi mao về ở cái lại chót miễn chót thì phê bàn nó năng ảnh ở cái thòi nó bàn chồ ấy đó cái thòi nó đẹp màu cào chồ lọc năng ảnh quạt chạm môn nè năng ảnh được khăn năng ảnh quạt được trâu men vận tải bây giờ à đây dân xem qua thầy dân trâu tới và tới chỉ khâu hàm ở riêng thiên hả năng ảnh nâng dân tới bây giờ là lại nâng á dân về thơ thơ ấy trừ mà một lần đến và đại dân và cam là trừ nó về tới chuyện từ khó hòa mà rường tiền à còn thơ thể hiện không đen gặp lơ mau món rồi đấy này kể nó nè thông đồng phong nâng này miền bàn thông đồng ấy chẳng thể vận tay sầm nang là ó miền mệt phè ấy quạt chui khoát đó rồi quạt tê nhập lên nó đằng rương giống chui khoát chui tụp á nên này chui khoát chui tụp thấy được bàn bẹ mà mắt chom chỉ nói bẹ đồn quạt thà khai nhà ai mà từ tu côn ấy nên này việc phết chứ việc phết ta mau từ tu côn nó thì việc phết tinh chân là tiếc là không nâng á rồi thơm bích của tội bàn chân này kìa anh chom chân này anh vô bẹp lơ anh miền gặp lên nên này nó chọn tập banh ấy kia nhớ ở đây ở đầu ban khoan ta nó nâng tay khăn đó về chân này đấy ấy ban mà nè vậy prap khai mà tu côn nó chỉ chẹt nó chỉ chẹt đâu mà đã về nó khơi côn là bây giờ từ banh từ bò ấy chân tới tôi chỉ mình banh cho mình nữa banh con rồi gọi banh ấy cả đó từ miền tô hết miền mà prap vượt khó sẽ bạp ấy chân rằng này ấy thưa mấy bạn tự tua cồn nâng này là dây thì riêng cồn nó chặt để chập chập thẹn chọc vào vậy nhớ được nâng còn để lơ để ho miền riêng ra chẳng nâng này ho cồn mệt phe ấy chui và chặt nó về một cái chỉ chẹt ở bên thế riêng nâng còn lòng tới thân được lịch được bắt ấy nâng này còn tới vợ dương bộ phật tự tam na ca che chài nâng rồi thằng nạn chấm dây thì riêng dơ nghe
นเปรนเนตไต่แบบเปิดต่อคอยกำซวงเลยเยอะเงี้ยนะนั่งยังต้อยังทาเรื่องแบบมันละอ้อยสันใต้เรื่องละอ้อยยังไงยังเกิดเมื่อเนตไต่เธอฝันนั่งเงินปานสำลับเยอะเงี้ยนะยังไงเนี่ยเรื่องละอ้อยตรองเด็กกอดอัดปานสำลับเยอะเงี้ยนั่นไงก็ตมือกอมกองกายไปชายนั้นปันแต่ก็อดบานสำหรับยืงยืงบานในรูฮะยืงบานในรูฮะนั่งยืงเมื่อเมียนประไตรนักุมเมียนสลไอเม็ดมาเฮ้ยรุมลึกดาเตือนยืงเตียนตอนนี้กระนั้นเมียนเรื่องปันนั่งเนี่ยนะนั่นไงเจ้าบ่เมียนเรื่องเตยทงดงยืงนั่งเตียนก็นั่งก็นั่งรถชนะรถยนต์เพลิงใช้เตะไอไอจังเตยดูชนะเรื่องครัวถนัดเวอไอ้มาดาลยังตรุบเวอไอ้มาดาลยังตรุบเปย์ไปเลยยังตือยังก็นั่งมันไอ้เทปไปบานเต้น้องจีเวทบานเนื้อรู้ความตรังเฟอร์สิกได้ลอยบานชราเอ็นนานเลยก็นั่งไงก็เนี่ยเรื่องแต่งตัวนั่งบานเต้จะมารุมลึกดักเตือนยังตัวเองนั่งไงปันนังอัดไอเตะนั่นไงออกคนไหนนะเมนออกคนไปช่วยไปเศร้าแกนะก็มันจำไปในเย่แข่งมาได้ตั้งแต่นักขนมชัดเยอะนะนักขนมชัดถ้าออกคนนะได้ได้ปานตุกเยอะในรั้วนั่นไงพวกดอกเยอะในรั้วยังอัดจำไปเตรียมเตะไอตีกอดได้ยังเพื่อไอครูนไอหมองนะว่ายังในรั้วยังเมียนปัตไทรนักกุมยังเมียนเซอร์ให้สุดได้ละอ้อยยังเพื่อไอจีดรังรัดแต่เพื่อไอคลังแรงเตี้ยเพื่อยังนักเคยท่าแล้วเรื่องมวยนั่งปันเป็นนักเมียนเรื่องฉลามเตี้ยไอไอยังสลับกรุ๊ปเปย์แบบเรียบานก็นะดูชนะเรื่องนั้นไปเตยเชี่ยมาช่วยรุมลึกด่าเตือนยังนั่นไงเป็นเมียนเรื่องละอ้อยยังนะนั่นไงไอ้เรื่องไอ้เทียดก็ได้จังยังกึศท่าเกี่ยเรื่องมันอ้อสมใบท่าเรื่องเนตเตยใจลอยยังไออับซ้อนไอ้จังเตยนั่งเออยังกึศมัวไม้เตยฟันเตยยังเตยเรียนท่าเป็นเมียนเรื่องละอ้อปีเนตเดชใจลอยอับซ้อนยังนั่งยังไม่นั่นไงเรื่องไอ้ก็ได้เวโจลมาได้ชีวิตสัตว์แต่เมียนเรื่องละอ้อสำหรับรมลึกดาเตือนยังยังนั่งไงได้ยังกำโยกเรื่องละอ้อบานเต้ยังจำนู่ฮะกาตกมูใหม่นั่งไงเรื่องละอ้อเป็นได้เลยยังแต่กายกึศครุ่นยังเท่นั่งไงนั่งไอ้เรื่องโดยเชื่อเรื่องใส่ใจเจ้าชานะนะนั่งไงไอ้ปวดบริษัทยังกระนั้นท่าเมียนระเบียบกึศได้ครูนไอ้จังใจจังในเลยครูนยังได้สักซาประทัวประทัวสมใจปรับเมานั่งนั่งไงคือดำไปไอ้ยังใช้กึศนั่งไงจังปรับให้พอในชีวิตนั่งไงเรื่องไอ้นั่งยังใช้กึศเอาเมียนเรื่องเราจำใจนั่งไงแต่เขาถ้าเรื่องเนี่ยแต่ใช้ลอยบางอย่างเลิกหายก็ช่วยโดยที่เมียนจมน้อยเราได้ยังใช้กึศนั่งจำได้นะนั่งไงโดยท่านเนี่ยแต่ราชใช้ลอยยังประมาณถ้ามาเรียนเรียลนั่งไงเรียนเรียลให้อับซองเลยนั่งเมนไอ้เจ้ยังเมนกันเนี่ยจำเปียกเกนะนั่งไงอัดเมนพันหาไอ้เจ้ยกันท่าเนี่ยเต้จำเปียกเยอะอัดซองจังนะนั่งไงไอ้มันซองเวสไลต์แต่ตรังเลยท่ายังใครประตูดังอย่างไม่ก็มาเอาแต่การตกอะไรนั่งจ้ะนั่งไงเวทใครโยดังอันปีเรื่องวิปากรรมระบายเงินทองอันนี้มันตั้งใจด่าจำน้อยเอาไอ้เจ้านั่งไงนั่งจำ
ើកាត់ទុកតែกระดาษនោះចឹងប្រេកត្រោហ្នឹងហើយទុកទុកกระดาษហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសបទឹកហ្នឹងវាច្រើនតែក្រេកក្រោបចឹងហ្នឹងហើយបាច់ទៅក្រេកក្រោបគេធ្វើស្រួយស្រួយមកវាស្រួលហែកហ្នឹងហើយដល់ទៅធ្វើទុនទៅវាស្វិតហែកវាមិនចង់ដាច់ហ្នឹងហើយស្រួយស្រួយហ្នឹងហើយធ្វើថោបថោបប្រណែប្រើបានមួយរយៈមួយពេលអាសបោដបទឹកអីយើងនេះក៏មានបញ្ហាដែរតែព្រោះវាជាតិជាតិផ្លាស្ទិកជាតិអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងមានរបៀបគេធ្វើល្អមិនល្អអីណាហ្នឹងឯងដាក់ទឹកហ្នឹងហ្នឹងឯងវាអាចហាលថ្ងៃហាលអីអញ្ចឹងទៅមានជាតិអាជាតិថងវាជាតិជ្រួតជ្រាបចូលក្នុងទឹកតិចតិចតិចទៅយើងទទួលទានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនសុទ្ធតែល្អទេតែខ្ញុំណាលើកឡើងមើលតាមធ្លាប់ស្ដាប់មកនេះជាសាសអីគេស្រាវជ្រាវអីចឹងណាហ្នឹងឯងហើយវាមានការផលិតចេញវាមានគុណភាពបើណាមានខ្លះល្អក្រន់ទៅខ្លះអត់ស្ូវល្អធ្វើឲ្យតែបានទៅលក់ទឹកអីថោកថោកអីចឹងណាហ្នឹងឯងតែខ្ញុំណាប់លើកមកនេះមិនមែនចង់និយាយឲ្យភ័យទេហ្នឹងឯងបើនិយាយនៅក្នុងរឿងថាឲ្យដឹងថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាចូលដល់ដំណាក់កាលខៃចុះហ្នឹងឯងជីវិតវាខៃចុះណាអាយុដោយសាររបបអាហារហើយនឹងអូតូហ្នឹងឯងរបបអាហារហើយវាមានជាតិពុលច្រើនណាអាហារយើងហៅគីមីហ្នឹងឯងហើយនឹងអូតូអាកាសធាតុហ្នឹងហ្នឹងឯងតែធ្វើឲ្យអាយុយើងវាខៃចុះហ្នឹងឯងហើយអាហ្នឹងវាជួយរំលឹកណាវាជួយរំលឹកហើយយើងមិនអាចរស់យូរទេដល់អញ្ចឹងទៅយើងប្រឹងសន្សំបុណ្យកុសលព្រោះយើងចាកពីលោកហ្នឹងទៅវាត្រូវម្នាក់ឯងហ្មងណាទោះជាឥឡូវយើងវាអាចរំអួយដោយថាអាងភិយាអាងស្វាមីអាងមាតាបិតាអីអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់តែយើងនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់គឺត្រូវតែរស់នៅជាមួយខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អជាអ្នកមានបុណ្យក៏ដែលបានធ្វើហើយព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងសយ៉ាងកតានិបញ្ញានិតੰមិតੰសੰបរាយិកੰហ្នឹងឯងថាបុណ្យដែលបុគ្គលធ្វើដោយខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបុណ្យហ្នឹងឯងគឺជាមិត្តទៅសੰបរាយិកភពជាមិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដល់យើងនឹកឃើញដល់សេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនថាយើងនឹកទៅឲ្យភ័យទេយើងនឹកដោយសតិមរណសតិហ្នឹងគឺឲ្យកើតសមាធិហ៎ម្យ៉ាងប៉ុណ្ណាបំពេញបុណ្យកុសលបានច្រើនទៀតម្យ៉ាងមរណសតិដល់ទៅពេលត្រូវស្លាប់យើងពិចារណារឿយរឿយមកហើយមិនវាកាត់បន្ថយនៅអាការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតហើយដល់ទៅនឹករលឹកថាបុណ្យយើងបានធ្វើហើយគឺចិត្តមិនសៅមកនៅពេលចិត្តស្លាប់អានឹងឯងអានឹងនិយាយអំពីរឿងអ្វីអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាមិនមែនមានតែចំណុចសម្រាប់ឲ្យយើងតោះទេអានឹងឯងវាមានចំណុចល្អដែលយើងសិក្សាពធัวទៅឲ្យយើងពូកែគិតនៅក្នុងរឿងល្អហ្នឹងវាមានរឿងល្អនៅក្នុងរឿងមួយហ្នឹងណារឿងដែលឲ្យតោះវាតោះហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាមានរឿងល្អហ្នឹងហើយដូចលើកពីរឿងនេះចៃលុយអញ្ចឹងបើបានអាខ្ចីមកលៀនអត់សងថ្ងៃក្រោយមកខ្ចីទៀតអញអត់ឲ្យហ្នឹងហើយមិនអត់ឲ្យហ្នឹងសិតតែអាក្រក់មែនទេណាតែហ្នឹងហើយមិនគេខ្ចីលុយយើងអត់ឲ្យហ្នឹងបានដូចថាយើងសិតតែអាក្រក់ក៏មានដោយអកុសលចិត្តណាក៏មានហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដោយកុសលចិត្តក៏មានដែរហ្នឹងឯងសំបីតែលោកសិទ្ធិអណាតបណ្ឌិតគាត់ជាព្រះសោតាបានផងតែណាយើងដឹងហើយគាត់ល្អប៉ុណ្ណាលោកសិទ្ធិប៉ុន្តែជាមួយក្មួយបង្កើតហ្នឹងឯងគាត់ធ្លាប់ជួយឡើង1000កហបណៈហ្នឹងយកទៅលេងលបែងអស់ហើយមករកគាត់ទៀត
ấy có chơi tu miền biển bận đau ấy miền còn đau ấy bộ con muối á đang ngày biển bận đau sập cột tới cả ao tới cả ao tịch tề là cả ao nằng như tới ở bài giờ một tiệt ở đạp gót màu là cả ao khơi sập liệm bẹ về cái giá cả ao tới sập liệm bẹ tới mau tiệt lực rối cả đôi đậm ra ô chanh rồi thấy có màu ấy là ngày nắng ra sao ta ban là ngày nắng khăn tè ơi phút bò sạp dân nơi nông ca để dân chậm nai chai về trọc sầm bát đại tục bật tư cho cả trầm trớ đôi ta dân chậm chỉ vết chém miệt đa bị đa cầm cua xa ấy tới ao tầm lại tia sạ cam mà coi ấy chẳng đó nâng mập này chẳng thể chẳng này tí pí dân trời chậm nay prạ tịch túi tầm bay cà pía trập sầm bát thông đông nâng ngày nâng đây tổ Phật ông sầm đây nông ăn cua trạng cay chặt tóc cạn đi ba nâng này bùa thua buồn nâng bùa thua prám có miền đấy theo phẩm bài tới chế prám tới nâng anh đã bùa thua buồn ở phẩm mô là riêng chân luôn anh miệt đa bị đa krom kru xa tê xạ cam mà coi châu nha tới tì bí là dân chùm nay là bỏ tì túi tầm bấy cà bế là bỏ thông đông tê hoa thà dân tên nhà bà đập bình luật lơ nâng tùm lại tê chế là bà dân priếp tên là chạy tê hát ngày dân dân chậm nay tết chậm nay dân mình đôi thà vô ba một para đôi ruột dân dân chạ ri nôm chậm nay ấy men ngày dân chọn tình khát lôi tập văn tá quay để dân chậm nay đầm bay cà pê rồi bò thông đông nâng á nâng chậm nay là tê ho pê à và đắp bàn khơi say tiết còn chăng đây dân trai chậm nay bò tết đầm bay cà pê bò thông đông nâng phục vụ tổ ong chậm đây nhá rồi dân chậm nay trâm trời nâng ngày ăn men ăn bị giàu tê nâng ngày nâng nè ở đây em bảo bà lộc đang ấy tôi sạp lộc chà rô đang ấy nè tí bấy bệ ly pram bà ca đang ấy bệ ly pram bà ca đang dựng đằng ấy nó bệ ly miền nhiệt bệ ly chấm bùa nhiệt đang ấy đời mùi ấy lộc sẽ thấy ở nhà để bên đất ấy mấy con chui ấy mấy con chui ấy nên ngày đây con mấy con nuốt chơi chui là nguông này nè rồi ngày Phật Tát Na mình men ham mình ao dân phơi là o tê bàn tay còn ai là nguông rồi ngày thôi là o hết rồi chát nâng ngày nâng từ nhiệt tập lý lúc thì thấy cái miền bắc qua ta hay à tệ thệ bể lý rạp nhiều nâng ngày hay bọc bể bể tập bể lý nhiệt tập chạy than tư hay rê chẹp bể lý chui bể tê nó cô bằng quần bằng ấy nâng ấy nâng ngày hay nâng tê và đa bệ ly bọn thấy ở tư đó tê và đa sai mê ta chết đó tê và đa bệ ly pram bà ca nâng nhiệt tê bệ ly à tệ thệ bệ ly tê tu phiếu ngày đi bấy bọc bệ bệ tê bệ ly tê kê na nô bà tiên đó nhiệt tê chạy than tê nâng ngày hay nâng rìa chế bệ lý thì bốn thì prám tê và ta bệ lý nâng ảnh nâng ruông mà mốc á bệ lý prám nâng ta ruông chìa mà mốc nâng chấm mũi chấm luôn anh thệ sọc phô cái sọc cái miền trọc bò phô pra pra ấy chẳng ấy ná nâng ảnh chấm miệt đa bệ đa trông cru xa nếp tê tiệt sạ cam mà coi ấy sập cái lúc từng ngon nâng
chân bay bạch mơ thai nâng ấy tì bí chùm nai trọp tách đầm bay ra xa trọp tràn nâng ấy tì bấy bệ ly trăm bạc ca hay nâng tì bốn ao tiền nâng ấy đó khó xàm nê xàm nạ triêm nâng nâng ấy tiền nâng tư chìa miền đòi ca xâm cua tiền nâng á đòi ca xâm cua hay mùi chết đại ca bôi chi chùm buông đẹp thế này bọc cua bọc bút và thua và xong thầy đại dân sân cửa ai đã nụ sạp na ấy gọi bàn đây nâng ngày đại ca sân cửa nâng và khóc nè vì ca đại dân bôi chi côn đẹp thế này bọc cua nâng bôi chi tiền mũi cứ xong cả hạ tiền để bồi chia côn nó người nó bệnh đau gì cái đấy chia đẹp lá không bọc quơ để cua bệnh đau gì cái đấy chia đẹp lá rồi nên ngày không tập chặt để dân chia đẹp lá nó cứ toàn để chia đẹp này bọc quơ chia bọc quơ để miền côn cua bệnh đau gì cái đấy chia đẹp lá nên ngày mình ai dân bệnh đau gì cái đấy chia đẹp lá không bọc quơ để mình cua bệnh đau gì cái đấy chia đẹp lá thì bạn thấy bờ sông cả hả cả sông cua nó cứ sông cua chỉ vật đòi mê ta chết của bờ đất đây bọn của gió của thông từ ta mê ta chết nâng nâng này mình dây vì ta miền sơn ớt sơn ấy chẳng nữa ta sông cua chỉ vật đại miền từ đây tốt lắm bà nâng nâng dây vì tiền á nâng này chẳng về miền chấm nói to nâng này chán thế chẳng nâng này để đời chuyện này đời đây tiện trại ấy chẳng thấy chui rụng lực dân năng ngày dân nực hơn đời này chẳng tiện tới chui rụng lực ở dân đăng bì riêng để thà ca chụp tiện bom nổ cam này bàn về thông đông này đời đây chụp tiện trại dân mình xóm nè con để tích tôi thì chẳng nè riêng dân chụp tiện bom nổ cam này dân đang ngầm mong để anh không đồng ắt chụp tiện trại kế bên thế chụp tiện bom nổ cam này nên ngày nhà nó cứ đôi tray lên nuôi đồng phai chúng tôi cả ban đôi chìa mà rớt chụp tiện này tiền ấy chẳng tới cả ban hay riêng tục tô quạt ở sang xa bài giờ phu nâng về chui rụng lực đã tưởng đến vì miền chậm nói là o chẳng á nâng này này hơi đường là o này khang rụng lực đã tưởng chẳng ai một bò sạch như chết cất riêng là o nâng này anh nâng với châu được nông thà dân sờ lạnh cái luôn dân tật cất cái luôn ai cả tục trời